Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Vạn Tân Lượng mặc dù đã thi triển ra kiếm thuật của mình nhưng vẫn không đánh lại được Tần Trần, chúng đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Lúc này thấy Tần Trần như không có chuyện gì xảy ra khiến Vạn Tân Lượng thất kinh, sao có thể quét sạch đòn công kích của hắn mà chỉ dựa vào kiếm ý. Sau đó, Tần Trần liền nói, sau ba chiêu của ngươi, giờ thì đến lượt ta rồi nhỉ. Lời nói vừa dứt, một luồng kiếm quang tiếp tục được bộc phát ra liên tục gây chấn động xung quanh. Thấy thế, Thủy Nhạc Thanh cùng đám người vô cùng kinh hãi và nói, không tốt, mau lùi lại. Cú tấn công ấy của Tần Trần đã khiến Vạn Tân Lượng biến mất, cả linh hồn và thể xác cũng bị tiêu diệt. Thấy tình thế đó, Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng có vẻ tức giận kèm theo lo lắng, Thủy Nhạc Thanh mới lên tiếng, tiểu tử, ngươi thật to gan, vậy mà dám sát hại Vạn Tân Lượng, đúng là không muốn sống. Vạn Tân Lượng bất quá chỉ muốn cùng ngươi bàn luận một chút mà thôi, ngươi lại hạ thủ, thật quá tàn nhẫn. Nghe được, Tần Trần cười lạnh, lên tiếng, vậy sao, ra tay thì cũng ra tay rồi, ngươi nói nhảm nhiều như vậy thì được ích lợi gì? Đám võ giả xung quanh thi nhau hét lớn, ngươi nói một mạng người đơn giản vậy sao, vậy thì ngươi trả giá bằng mạng sống của mình đi. Đúng vậy, hãy đền mạng đi, Thủy Nhạc Thanh và Dương Lăng không nói gì, nhưng ánh mắt dâng trào đầy sát khí. Sau một hồi, Thủy Nhạc Thanh mới lạnh lùng nói, không ai được phép động đến người của ta, một khi động đến thì đừng hòng bình yên vô sự mà rời đi. Nếu ngươi tự sát, chí ít còn có thể toàn thây. Nghe được lời này, Tần Trần cười rồi lên tiếng, bất quá tiêu diệt luôn cả người cầm đầu, có phải to tát gì đâu. Dương Lăng thấy thế cũng lên tiếng nói, Thủy huynh, tiểu tử này nói nhảm nhiều quá, hắn đã sát hại người của chúng ta, vậy thì để Dương Mỗ báo thủ cho Thủy huynh. Lời nói vừa dứt, hắn phi về phía Tần Trần, dùng sức mạnh của bàn tay chĩa thẳng vào cổ họng Tần Trần. U Thiên Tuyết thấy được liền bảo, Tần Trần cẩn thận. Tần Trần cũng đáp lại rằng, Thiên Tuyết, muội yên tâm, tên gia hỏa này không làm ta bị thương được đâu. Lúc này, nắm đấm của hai người va chạm vào nhau khiến Tần Trần phải lui về phía sau đó đứng vững hơn, cười nói, hoàng đế cấp thế lực, thế thiên kiêu, nhưng cũng không có gì lợi hại. Dương Lăng càng nổi giận hơn, hắn trong người xuất hiện phù văn, phía trên lông mày sáng rực, toàn bộ khí tức trong nháy mắt dâng trào. Tiếp tục hắn mới tung ra một đòn gây chấn động xung quanh và tạo ra một cú nổ kinh hoàng. Nhưng Tần Trần bị Dương Lăng công kích liên tục vẫn như không hề bị thương. Đám người xung quanh thấy hai người giao chiến qua lại thật mãnh liệt, bọn hắn thất kinh không biết hai tên võ vương này đến từ đâu mà thực lực lại kinh khủng như vậy. Thấy thế, Dương Lăng cũng lo sợ vô cùng, phòng ngự của Tần Trần mạnh mẽ đến mức không hề có chút phản ứng nào từ hắn. Lúc này, Thủy Nhạc Thanh mới bắt đầu kích động, hắn không chịu đựng được liền nói, ừ, để ta tới. Lời nói vừa dứt, thanh trường kiếm trong tay hắn sáng lên và bộc phát ra một khí tức ngập trời. Cái khí tức ấy nó uy áp kinh khủng và trực tiếp hướng về Tần Trần. U Thiên Tuyết nhìn hắn muốn xông đến, nàng phải thốt lên rằng, quá hèn hạ, sao lại lấy hai đánh một. Sau đó, U Thiên Tuyết lao về phía Thủy Nhạc Thanh và chặn trước người hắn, Thủy Nhạc Thanh thấy được lạnh lùng quát, cút ra cho ta. Toàn thân U Thiên Tuyết cũng có vô số băng kiếm bay ra khiến bầu trời bị băng tuyết bao phủ, va chạm với kiếm quang của Thủy Nhạc Thanh. Đến đây là hết tập 403 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.